các nhà máy đường liên tục tạm dừng hoạt động tại đồng bằng sông Cửu Long. Điều này khiến cho diện tích trồng mía nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng giảm dần. Khó khăn đang chồng chất lên vai người trồng mía. Phóng sự được thực hiện tại Hậu Giang, tỉnh có diện tích trồng mía lớn nhất vùng trước đây. Mía đã chín, ông Hận phải tranh thủ bán cho thương lái. Thế nhưng thời điểm mưa bão này, giá mua mía hiện rất thấp. Ông Hận bán gần 2 công mía nhưng chưa được 10 triệu đồng. Nhà nông cầm chắc lỗ vốn. Hiện tại gốc 16 đang chín nè. Mà cho nó giá nó năm nay là có 1.000 ký. So với nhiều năm nay có thể là thua rồi. Mà mía gốc 16 là nó cũng không có mà tấn nữa. Nó cũng hạn chế ít tấn quá. Giá năm trước thì được 2.000 mấy mà năm nay nó chỉ còn tồn tại có 1.000. Giờ đang mình đang đi mía chục không à, mía ta ép nước mía uống á, còn mía đường mình chưa đi. Nắng thì buôn bán được, rồi giờ bão thì 2-3 ngày mới đốt được chín. Nó yếu lại, nó cũng như bão, mưa bão nhiều đó, rồi người ta không có đặt nhiều thành như bữa nay đi được con ghe gì. Giá mua mía rớt xuống thấp, chỉ bằng 1/3 vụ trước, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Người trồng mía may mắn hòa vốn, phần lớn là thua lỗ, chưa kể mía bị gãy đổ, chất lượng kém. Việc chuyển đổi cây trồng khác cũng không dễ dàng, nhất là ở các vùng trũng thấp. Mình trồng được 10 công. Mà đổ vốn lên là hết 60 triệu rồi. Nó lại bán ra là lỗ luôn, lỗ trắng luôn. Đây thì chưa thấy ai chuyển đổi gì hết. Vùng đất này làm vùng đất trũng thấp đó. Chỉ có trồng được cây mía thôi, hoặc là cây tràm. Còn cây ăn trái thì không trồng được. Nhà máy đường thì cũng đã có ký hợp đồng với người dân rồi. Nếu mà nhà máy đường không mua thì chúng tôi cũng khuyến cáo với người dân cũng nên chăm sóc mía thật tốt và cũng bó buộc một loại cẩn thận với cái cách mà chăm sóc để mà bán mía trục. Tại vì năm trước thì bán tương đối khá nhiều, diện tích gần như là 90% diện tích bán mía trục. Vụ mía này, nông dân Phụng Hiệp trồng hơn 3.000 hecta mía. Đến nay, bà con đã thu hoạch khoảng 1.000 hecta bán làm nước giải khát. Giá thu mua năm nay không cao. Dự báo khi các nhà máy đường tiếp tục dừng hoạt động, việc tiêu thụ mía nguyên liệu của nông dân sẽ càng gặp khó. Sau nhiều năm thua lỗ, người trồng mía không còn đủ sức bám trụ để giữ vùng nguyên liệu mía đường như trước.